Chị buồn vì mình sống xa quê hương và nơi chị ở không có nhiều người nước ngoài, chỉ là một làng nhỏ. Bonjour, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Melissa, kênh chia sẻ về cuộc sống Pháp, kênh chia sẻ về văn hóa kiến thức ở Pháp. Hôm nay nhân dịp xuân về, xin kính chúc mọi người mọi nhà một năm mới tràn đầy sức khỏe, tràn đầy niềm tin trong cuộc sống để chúng ta có một năm mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và bình an hơn. Hôm nay mình xin chia sẻ về cái trường hợp của một chị đã viết cho mình và chị cũng yêu cầu mình hãy chia sẻ cái trường hợp của chị cho các bạn để chúng ta cùng tham khảo, để chúng ta có thể tránh được những cái rắc rối về pháp lý ở Pháp. Sau đây mình xin phép được đọc cái trường hợp của chị. Chị ấy tên là Nancy Lam. Chị chào em, chị sống ở Pháp đã 3 năm. Sinh hoạt của chị rất khó khăn vì chị không nói được tiếng Pháp. Nên tháng 7 vừa qua, chị có đăng ký học ở Caen, ở Royan. Học phí không hề rẻ, 10 tuần học là 3.600 euro. Chị học chung cô sinh viên người Mỹ và học được 4 tuần thì cô ấy chuyển qua học A2. Chị vẫn tiếp tục học thêm một tuần một mình thì ở văn phòng Karen nói cho chị nghỉ học và chờ sinh viên nơi khác qua rồi học tiếp. Chị không đồng ý vì mình học yếu cộng với phần hơi lớn tuổi sẽ dễ quên, mà đợi 3-4 tuần không phải là thời gian ngắn. Thế thì hai người làm việc đó nói ok, vậy cho cô học tiếp một tuần. Cô học 2 buổi, một buổi là 1 tiếng. Thế là chị chấp nhận vì thông cảm mùa dịch. Chị học được 2 tuần như thế thì ngày cuối của tuần thứ 2 thì cô giáo lấy sách lại và nói khóa học hết. Chị sốc và khóc rất nhiều vì rõ ràng là họ lừa mình. Vì giờ học của chị còn 75 giờ nữa mới hết. Cả đêm không ngủ được, tim cũng khó thở vì chị không tin đây là nước Pháp. Chị buồn vì mình sống xa quê hương và nơi chị ở không có nhiều người nước ngoài, chỉ là một làng nhỏ nên nhà nước không mở trường cho những người như chị học nên phải học ở Karen. Chị xin kể tiếp. Thế là cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau chị đến trường và tức lắm, vừa nói vừa khóc là tại sao tôi đóng tiền học mà nhận tiền học mà sao không dạy. Họ sợ sinh viên gần biết chuyện là mời chị vô văn phòng. Một người phụ nữ nói, thôi tuần tới mày vô học thử với lớp A2 với hai cô người Ý. Nếu mày học được thì học tiếp, khó quá thì mày ngưng. Thì chị tin họ vì nghỉ trường học mà chị học được tuần thì xin ngừng vì khó. Thế là người phụ nữ nói chuyện với chị, gửi cho cô giáo facture là cái hóa đơn đó các bạn, mà chị đâu biết là gì, mang về cho ông xã đọc. Thì ra tụi nó đòi chị đóng 360 euro nữa cho một tuần học. Trong khi đó giờ học của chị hiện tại còn 55 giờ nữa mới hết. Từ ngày học đến ngày nghỉ không một giấy chứng nhận gì của trường cả. Melissa, chị thật sự mong em giúp đỡ cho chị xin ý kiến. Chị phải làm gì? Vì chị tin luật pháp của Pháp công bằng và người tốt vẫn còn nhiều. Chị rất mong em hồi âm và chúc em một gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe và thành công. Cảm ơn em. Và trong cái quá trình đó, mình đã trả lời chị và hai chị em cũng đối đáp với nhau rất dài, có hơn 16 cái bình luận dài như thế. Vì thời gian có hạn cho nên
mình không thể nào đọc hết cho các bạn, nhưng mình xin tóm tắt và mình xin phân tích để chia sẻ cho những ai gặp cái trường hợp như thế này. Em xin cảm ơn những bình luận của chị Nancy. Thật ra các bạn ạ, khi một người họ viết cho mình dài như thế, tức là họ đã đặt lòng tin ở mình. Cho nên thật sự mình rất là xúc động và cảm kích em. Cảm ơn chị Nancy nếu như chị có xem được cái video này. Và em ngay lập tức em nói là em phải làm cái gì đó để giúp chị. Và em đọc rất nhiều tài liệu, em tìm kiếm thông tin trên mạng, em đọc lại luật và em có nhắn cho chị rất nhiều. Thì mình xin dừng một chút để phân tích cái trường hợp của chị. Nghĩa là chị đăng ký học ở một cái trường dạy tiếng Pháp và họ nói nôm na là dừng cái buổi học của chị lại và không trả tiền lại cho chị và không muốn giải quyết cho chị học tiếp. Thì đây là một cái trường hợp nó khá là phức tạp. Cho nên những ai quan tâm, các bạn nào quan tâm, hãy đăng ký kênh và chúng ta sẽ phân tích từ từ. Tại vì chúng ta không thể nào mà chia sẻ một cái trường hợp luật cụ thể như thế này trong một cái video ngắn được. Cho nên các bạn hãy kiên nhẫn, hãy theo dõi. Có thể mình sẽ chia ra những phần đoạn ngắn để phân tích, để cho các bạn hiểu hơn để chúng ta phải làm gì để tránh những cái khó khăn như thế này. Sau đây mình xin phép được đọc cái câu trả lời của mình cho chị để các bạn hiểu. Và sau đó mình sẽ phân tích vì sao mình viết như thế cho chị. Các bạn hãy nghe nha. Chị thân mến, em đã đọc câu chuyện của chị rất nhiều lần để hiểu tình huống của chị. Lời khuyên thứ nhất là chị hãy hít thở thật sâu, giữ bình tĩnh, mọi việc đều có hướng giải quyết. Sở dĩ mình nói như vậy tại vì chị ấy nói rằng chị ấy mất ngủ, chị ấy khó thở thì không có tốt cho sức khỏe. Thì việc đầu tiên thì mình phải khuyên chị bình tĩnh.